rồi. Ôi nhưng con ngủ đi nhá. Ngủ giờ hôm nay ngủ say chưa, mơ màng, mơ những giấc mơ thật đẹp về bà nhá. Tự làm
sẽ đón quan nàng. Cảm ơn con nhá, cùng nhau có lộc có tài nhá, có tiền nhá, tiền vô lộc tiền. Gia đình con từ nay cũng tiền vô lộc tiền nhá. Các con được bình an, các cháu được khỏe mạnh, thật luôn phù hộ mọi người cho nhá. Thank you.
Sao lại còn đang nghe thì ăn ai vợ chồng như vậy không? Ngủ đi con ơi. Đi ngựa này đang đau đau hết sống lưng này cũng ngồi đổ luôn đau mấy bên trong đau sống lưng này trong mình đau răng cũng chảy đau cả đau người ca chị ba đây lệ tỷ bên để cho ba một chai này nằm hẳn đây. Trải cái mùa lùng xám xích đang lùng xám bóc chăn lùng trải học trò tham ông xếp bé thông sư trải một bé thông sư kinh sư đàn phán đàn sư kinh sàn bóc trải thiên lá tì mụn đàn báo hộ chú cha nhì đang xích xí pi lên khúc lúc kèm phân ngăn kèm yên thá thị เป็นท้าแมวท้าแค้วเป็นท้าดีว่างมีหันบักกระจายลงหายโดยบ้างBye.
tiêm khẩn lục từng nào xin cao cắt này. Đang đâu ơi, thắp hương à, một chôn nén hết rồi đây. Bởi vì bảo hiếu nó lại phải cha chạy với nhà của anh. Nhưng mà không ở kia kìa, đây đếm cho đằng kia mày ấy. Nhưng mà bây cao khải thì hào là bác phải cha làm kiểu màu đau khải. Mất khẩn lộ hơi, mất phải đi lộ tê đi. Nó bị chắc lộ khó hơi bay đi. Mất phải bị bay, bị bàn của mất chứ chứ nè. Bà cầu cho, canh bà cầu cho nhá. Lo quá ai không ngủ được à. Ê gửi à, mai khai xuân đây đi làm, cái chỗ đây là ở đâu mới được chứ. Gửi cho bà cầu cho chỗ đấy. Thank you.
sư thế này đi nào. Bắt đầu nhắc về hết kiểu ấp sâu. Mẹ chúng về hết ấp sâu kiểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.